các công chí lãnh đạo Đảng nhà nước ra đây này. Niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xin phép được bắt đầu. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể các quý vị đại biểu làm lễ chào cờ. Đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý. Kính thưa đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Dân tộc Việt Nam anh hùng đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên những chiến thắng vĩ đại. Trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, là mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử như Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã khẳng định. Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn đó, hôm nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024. Tới dự buổi lễ trọng thể này, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai,
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tới dự lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong 3 năm 2023-2025, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các chiến sĩ Điện Biên Phủ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị, tỉnh Điện Biên, đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước tại tỉnh Điện Biên. Đại biểu khách quốc tế, Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Chăn Sa Mòn, Chăn Sa Lát, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do đồng chí Nét Sa Vươn, Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí làm trưởng đoàn. Và đoàn ngoại giao một số nước đại diện người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý đến dự buổi lễ trọng thể này. Ban Tổ chức vinh dự được đón nhận lãng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn lãng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ban Tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cảm ơn đồng chí. Ban Tổ chức trân trọng kính mời đại diện chiến sĩ Điện Biên phát biểu. Trân trọng kính mời đồng chí. Thank you.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đại biểu khách quý và bạn bè quốc tế, tôi tên là Bùi Kim Điều, nguyên tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin M165 F312, trú quán tổ dân phố 9, phường Hiền Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Rất vinh dự được đại diện cho đồng bào chiến sĩ cả nước tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, phát biểu ý kiến trong buổi lễ kỷ niệm trong đài 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cách đây vừa tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, quân và dân ta đã tiến hành cuộc trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản hùng ca bất diệt, một mốc son đỏ vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong buổi lễ trang trọng này, là một người lính năm xưa trực tiếp tham gia chiến đấu Điện Biên Phủ, tôi vô cùng xúc động tưởng nhớ đến các đồng chí đồng đội đã hy sinh làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Kính thưa các vị đại biểu, tôi nhập ngũ tháng 2 1952, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở C45 M165 đại đoàn 312. Với cương vị là tiểu đội phó thông tin, kỷ niệm đầu tiên đó là được tham gia trận chiến đấu mở màn. Chúng tôi được quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, ai nấy đều háo hức, tự hào và xác định tư tưởng ý chí quyết chiến, quyết thắng dù phải hy sinh sương máu của mình cũng không hề nản chí, sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu. Đúng 17 giờ 5 phút chiều ngày 13 tháng 3 1954, sau hiệu lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 40 khẩu pháo cỡ nòng 75 đến 120 ly đồng loạt nhả đạn vào các vị trí của quân Pháp trên đồi Hiền Lam. Bộ đội ta xuất kích bắt đầu trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Trận đánh Hiền Lam kéo dài đến 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 1954 chỉ kết thúc. Kết quả đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng Hiền Lam, diệt 200 tên, bắt sống 370 tên, hầu hết là lính Lê Dương, thu toàn bộ vũ khí trang bị của chúng. 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 1954, quân địch tổ chức lực lượng phản kích hòng chiếm lại Hiền Lam nhưng đều bị thất bại và tiếp tục bị thiệt hại nặng nề, phải từ bỏ toàn bộ ý định chiếm lại Hiền Lam. Như vậy trận đánh mở màn đã thành công ngoài mong đợi. Sau đó đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục bao vây đánh chiếm đồi Độc Lập. Lúc này do bom đạn phá hủy làm mất thông tin liên lạc, có một công an hỏa tốc của trung đoàn ký hiệu là Nam Ninh gửi cấp tốc xuống 3 tiểu đoàn ký hiệu Nam Kế, Nam Tiến, Nam Thắng. Lúc đó tôi và hai đồng chí nhận nhiệm vụ giao liên đưa công an từ trung đoàn xuống các tiểu đoàn xa nhất 3 km. Chúng tôi phải khom lưng chạy trong mịt mù của các loại đạn pháo. Lúc này hai đồng chí bị thương, còn lại mình tôi. Lúc đó tôi lo nhất là không mang kịp công an hỏa tốc đến các tiểu đoàn, suy nghĩ nhanh chóng đưa kịp, phải đưa kịp công an hỏa tốc, và tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chiến dịch thắng lợi ngày 13 tháng 5, chúng tôi được vinh dự mừng chiến thắng ở Mường Phăng do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì. Tôi mừng rơi nước mắt và tự hào khi đơn vị tôi được Đại tướng khen ngợi, biểu dương thành tích, được tin tưởng giao nhiệm vụ đánh trận mở màn, giành thắng lợi vang dội. Đơn vị có đại đội trưởng Tạ Quốc Luật đã trực tiếp cùng đơn vị bắt sống tướng Đào Cát. Đơn vị có 5 anh hùng được tuyên dương: Trần Can, Phan Đình Giót, Tạ Quốc Luật, Nguyễn Đăng Vinh,
Hoàng Văn Đô, đại đoàn được Bác Hồ ủy nhiệm cho đại tướng Phó Nguyên Giáp trao lá cờ quyết chiến quyết thắng. Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn lên nhận lá cờ quyết chiến quyết thắng của Bác Hồ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thật vinh dự và tự hào cho chúng tôi, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa nay đã đều trên dưới 90 tuổi, được chứng kiến sự đổi thay phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Chiến tranh đã lùi xa và lớp lớp người dân Điện Biên đã tập trung khí lực cho công cuộc xây dựng và phát triển. Trong thời đại mở và hội nhập, Điện Biên từ xưa giờ là một thành phố trẻ đang tiến đà đổi mới với tương lai đầy hứa hẹn. Về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn luôn tâm niệm mình là chiến sĩ Điện Biên, là cựu chiến binh phải luôn luôn phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu trong lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tích cực tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương phát động, tuyên truyền cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào và ý chí quật cường của dân tộc trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Chúng tôi tin tưởng và mong rằng thế hệ trẻ luôn tự hào, ghi nhớ và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc nói chung và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng. Dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các quý vị đại biểu và bạn bè quốc tế, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời đồng chí Vũ Quỳnh Anh, chuyên viên ban tuyên giáo Trung ương Đoàn, đại diện thế hệ trẻ phát biểu. Xin mời đồng chí. Các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, hôm nay tại mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, cháu vô cùng xúc động, vinh dự và tự hào được đại diện thế hệ trẻ cả nước phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lời đầu tiên, cho phép cháu trân trọng gửi tới các bác lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu, khách quý, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Cháu xin kính gửi tới các bác lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các bác cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, lời tri ân sâu sắc nhất của thế hệ trẻ. Kính thưa các bác, thưa các quý vị đại biểu, cháu may mắn được sinh ra trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Có ông nội là lão thành cách mạng, ông ngoại là chiến sĩ Điện Biên, bà ngoại là dân công hỏa tuyến tham gia phục vụ chiến trường Điện Biên Phủ. Trong hình dung của cháu, từ những câu chuyện, thước phim
và lời kể của ông bà từ thuở nhỏ. Điện Biên Phủ là vùng đất huyền thoại, chứng kiến tinh thần quật cường, anh dũng của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân. Với 56 ngày đêm, quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn. Điện Biên Phủ là nơi lòng yêu nước của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi được khẳng định vô cùng rõ nét với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Anh Bế Văn Đàn lấy vai mình làm giá súng. Anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo. Anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Anh Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt Tiền Duyên để xông vào sở chỉ huy, rồi cắm cờ lên lô cốt Him Lam. Điện Biên Phủ là mảnh đất ghi dấu chiến thắng của lẽ phải, của tinh thần dân tộc. Thời gian trôi đi, chiến trường ác liệt năm xưa giờ đã thay ra đổi thịt. Nhiều chiến sĩ Điện Biên đã ở lại chiến trường này và như ông bà cháu, xây đắp hạnh phúc và xây đắp quê hương. Những ký ức đó đã cho cháu niềm tin yêu, niềm tự hào về mảnh đất mình sinh ra, lớn lên, về trách nhiệm mà cháu phải luôn khắc ghi trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp. Có lẽ đó cũng là những hành trang vô cùng quý giá giúp cháu có thêm động lực khi trở thành một cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vào những ngày này, được cùng các đồng chí, đồng nghiệp trực tiếp tham mưu các hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhất là cuộc thi tìm hiểu hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông. Được chứng kiến các cấp bộ đoàn, hàng triệu bạn đoàn viên, thanh niên gửi các thông điệp khẳng định về lòng yêu nước, tinh thần hướng về Điện Biên Phủ, cá nhân cháu càng cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đã từng nói, cần phải phát huy tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay. Thế hệ trẻ chúng cháu đều ý thức sâu sắc rằng mỗi thành quả mà chúng cháu được thụ hưởng ngày nay phải đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu người con Việt Nam. Thế hệ trẻ chúng cháu phải biết trân trọng hòa bình, hạnh phúc, phải chọn cho mình một lẽ sống đẹp, góp sức trẻ xây dựng đất nước xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng cháu nguyện tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, biến niềm tin, ý chí, hoài bão thành hành động cụ thể, phấn đấu trở thành người công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng cháu nguyện không ngừng hăng say học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, nỗ lực trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đem sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa khát vọng thanh xuân của mỗi bạn trẻ hòa cùng với khát vọng chung của cả dân tộc. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng cháu tuổi trẻ tiếp tục phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Cháu xin mượn lời bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu để thay cho lời kết trong bài phát biểu của mình, và cũng là sự tri ân của tuổi trẻ hôm nay đối với các thế hệ đi trước. Máu của anh chị, của chúng ta không uổng, sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam, Mường Thanh hồng cúng Him Lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng.
những mảnh đất tươi đẹp của đất nước sẽ mãi được nở hoa với bàn tay, trí óc, công sức của những người con đất Việt. Thế hệ trẻ chúng cháu rất vinh dự và nguyện giúp sức trẻ cùng với toàn dân tộc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Cháu xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cháu xin được trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí. Sau đây là nghi lễ trao huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Huy Giang, trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương, điều hành nghi thức trao tặng huân chương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu, ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Sau đây là nghi lễ trao tặng huân chương độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Xin mời đội nghi lễ vào vị trí danh dự. Kính mời các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Kính mời đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên. Kính mời đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Điện Biên. Kính mời đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Kính mời đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên. Kính mời đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Điện Biên. Tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước số 370, Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024, quyết định về việc tặng thưởng huân chương độc lập. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 247 ngày 22 tháng 4 năm 2024, quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Võ Thị Ánh Xuân. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí lãnh đạo thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã hoàn tất. Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể quý vị đại biểu. Vị trí
Sau đây là chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng tiểu ban diễu binh diễu hành lên điều hành cuộc diễu binh diễu hành. Xin trân trọng. Vào lễ đài đi đầu là quân huy nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quốc
huy được đặt trên biểu tượng rồng thiêng vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài gái giỏi hộ tống được trưng cho hội đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em. Sức mạnh vô địch được hút đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta, đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ đảng, cờ tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn hồi năm từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng lên mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn đảng, toàn dân và toàn ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì mục tiêu biết giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiệt liệt chào đón chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc chuyến vào lễ đài này. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và lãnh đạo đảng cộng sản đại ca, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha chính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, người đã mở đường kỳ lớn và trở thành lãnh đạo cách mạng Việt Nam khi thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ. Cùng với những âm thanh hùng tráng ngân vang đang tiến vào lễ đài,
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ quân nhà đã góp phần cổ vũ, động viên, thúc giục toàn quân ta hăng hái vững bước tiến lên phía trước, chiến đấu chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiến vào lễ đài các khối chiến sĩ Việt Nam, chiến sĩ anh hùng đầu chung lửa sáng, 56 ngày đêm khát núi ngủ ẩm mưa dầm ướt mắt, máu trộn cùng non gắn không ngừng khí không mòn. Với các đại đoàn 38 quân tiên phong, đại đoàn 312 chiến thắng, đại đoàn 316 công lao, đại đoàn 304 vinh quang, đại đoàn công pháo 351 và trung đoàn 8367 góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quân đội ta. Quân sĩ Quang Lực Quân, đại diện cho binh chủng hợp thành quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng lục quân đã lập nên những chiến công hiển hách, từ khoai cách Nà Ngần đến Điện Biên Phủ, từ núi thành Pleiman đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 70 năm xây dựng trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện phát triển ngày càng lớn mạnh, chiến đấu chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, làm nòng cốt quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa, xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng, được đảng nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khối sĩ quan phòng không không quân đang tiến vào lễ đài, phát huy truyền thống trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội phòng không đã bắn rơi 62 máy bay Pháp. Tháng 12 năm 1972, bộ đội phòng không không quân cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tiêu biểu cho khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam, xứng đáng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan biên phòng. Trong suốt 65 năm qua, bộ đội biên phòng luôn tận trung với đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng, ra sức học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khối sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chuyên trách nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lập nên truyền thống kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, được đảng nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ sĩ quan quân y đang tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ sĩ quan quân y ra sức học tập rèn luyện, nghiên cứu khoa học, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cấp cứu, điều trị các bệnh tình, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy: nữ y từ bẩn. Khối lực lượng phát triển không gian mạng đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng tác chiến không
đoàn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Tiến vào lễ đài là khối những lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình 10 năm xây dựng trưởng thành, các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Để lại nhiều ấn tượng tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bè bạn Nam Châu, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương. Túi chiến sĩ lục quân, lực lượng nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong phong trào cách mạng sục sôi, lực lượng lục quân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, mưu trí sáng tạo, chịu đựng gian khổ hy sinh, nòng cốt trong các trận đánh quyết định, góp phần to lớn trong các chiến dịch quan trọng, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc công với truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, trách nhiệm thắng lớn. Bộ đội đặc công đã làm cho quân thủ kinh hồn, hoàn thiện, đóng góp xứng đáng và thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ngày nay, bộ đội đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ và kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Việt Nam, đây là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt, huấn luyện, rèn luyện đặc biệt để thực hiện những chiến công. Những dân quân các dân tộc phương Bắc không lực lượng công an nhân dân được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục rèn luyện, được nhân dân tin yêu giúp đỡ, lực lượng công an nhân dân hiếu khí sáng tạo, đập tan mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đảng và các cơ quan đầu não của Bác, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến đấu trưởng thành, lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, xứng đáng là tinh bảo kiếm sắc bén, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đang tiến vào lễ đài là quý nam sĩ quan an ninh nhân dân. Ngay sau cách mạng tháng 8 và các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng an ninh nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, gắn bó mật thiết và huy động sức mạnh của nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo gián điệp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ. Lực lượng an ninh nhân dân không quản ngại khó khăn gian khổ, chiến đấu anh dũng hy sinh thầm lặng, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, được Đảng nhà nước tặng thưởng cùng quân chương sao vàng, quân chương Hồ Chí Minh. Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân tiến vào lễ đài là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, viết nên truyền thống cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vinh dự được Đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông. Từ những ngày đầu cách mạng tháng 8 và các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đội công an chỉ đường, đội công an kiểm tra xe tải, đội tuần tra kiểm soát trên sông là các tổ chức tiền phong của lực lượng cảnh sát giao thông, đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông, vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược, phối hợp bảo vệ đồng bào đi sơ tán, các cuộc hành quân, trú quân, góp phần vào thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày nay, lực lượng cảnh sát giao thông đang ngày đêm có mặt trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm để bảo vệ an ninh.
chiến đấu trưởng thành, thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã luôn chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chiến đấu đầy cam go với giặc lửa để bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công. Đang đi vào lễ đài là mỗi nam sĩ quan cảnh sát cơ động qua đời hoặc đã cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt. Cảnh sát bảo vệ hay là cảnh sát cơ động trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung có tính cơ động rất cao, luôn có mặt ở các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, hội nghị, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, xứng đáng là quả đấm thép quy tụ công an nhân dân trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, huấn luyện giỏi, tinh thông nghiệp vụ và khả năng tác chiến, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hy sinh vì nền an ninh trật tự của tổ quốc, tham gia nhiều trận án đấu tranh chấn áp tội phạm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh là những công thủ thép kiên cường, mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân. Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.
chấn động địa cầu và đại thắng mùa xuân năm 1975 được đảng nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp theo là khối chân trong họa tiến đang tiến vào lễ đài. Các lời kêu gọi của Bác Hồ thể thành người Việt Nam thì phải đứng lên đánh cuộc chiến thắng để cứu tổ quốc. Hàng chục vạn nam nữ đã xung phong vào chiến trường họa tiến để tham gia một cuộc chiến dịch điện biên phủ với quyết tâm dù bất đạt phương ta phải đảm bảo không sợ lầm không tiếc tuổi xanh ở đường vận chuyển vũ khí lương thực thực phẩm thương và binh lập nên những chiến công mãnh liệt. Trong âm vang chiến thắng điện biên phủ hôm nay, chúng ta càng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những chiến công, sự hy sinh to lớn của lực lượng dân công họa tiến trong chiến dịch điện biên phủ năm xưa để cho đất nước nở hoa đông lập. Đang tiến vào lễ đài là khối công nhân Việt Nam. Out. Yeah.